Xin chào quý anh chị và các bạn đang xem chuyên mục kiến thức sức khỏe trên kênh Tommy TV. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày tốt lành. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019 nCoV, là một chủng virus mới thuộc họ virus Coronavira đang làm hoang mang trên toàn thế giới. Trong cái video này, chúng ta sẽ tổng hợp thông tin một cách chi tiết nhất để mọi người có thể hiểu rõ về căn bệnh do virus này gây ra và cách phòng ngừa đúng đắn để có thể bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội, góp phần giảm thiểu sự lây lan một cách tốt nhất nha mọi người. Để có thể nắm được thông tin chi tiết nhất, chúng ta sẽ cùng lần lượt tìm hiểu các vấn đề như sau. Thứ nhất là virus corona, virus 2019 nCoV là gì? Nguồn gốc bùng phát của dịch bệnh. Thứ hai là virus corona 2019 nCoV nguy hiểm như thế nào và các triệu chứng khi bắt đầu nhiễm bệnh. Thứ ba là cơ chế lây lan và các biện pháp phòng ngừa. Thứ tư là những việc cần làm để hạn chế lây lan dịch bệnh. Bắt đầu từ virus corona, virus 2019 nCoV là gì? Nguồn gốc bùng phát của dịch bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, corona là một họ virus lớn được tìm thấy ở cả động vật và người từ hàng trăm năm nay. Trong họ virus corona này, phần lớn chỉ tồn tại và lây nhiễm từ động vật sang động vật, bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Chúng gây ra các bệnh cảm lạnh thông thường. Và đôi khi virus corona từ động vật đã tiến hóa để lây nhiễm từ động vật sang người và sau đó phát triển lây từ người sang người, gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn, như trường hợp của bệnh hội chứng hô hấp trung đông mét và hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS. Và chủng virus corona đang gây dịch tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc mà chúng ta đang nói đến trong video này là một trong số ít những virus nguy hiểm tiếp theo gia nhập vào đại gia đình virus corona, là tiến hóa và lây nhiễm từ động vật sang người, sau đó tiếp tục phát triển mạnh khi lây nhiễm từ người sang người qua đường hô hấp. Đây là một chủng virus tấn công đường hô hấp mới chưa từng xuất hiện ở người. Virus 2019 nCoV là một beta coronavirus được bác sĩ người Trung Quốc Chang Yixian, bác sĩ đầu tiên trên thế giới, chẩn đoán và theo dõi. Chủng virus thuộc họ corona hoàn toàn mới này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt tên là Novel Coronavirus 2019, ký hiệu là 2019 nCoV. Ngoài ra, virus này còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như là virus corona 2019, virus corona Vũ Hán, virus viêm phổi Vũ Hán hay virus viêm phổi chợ hoa Nam Vũ Hán. Nguồn gốc của những tên gọi này là bởi vì bệnh được xác định gây ra bởi virus ký sinh từ vật chủ là loài dơi. Vì giải trình từ hệ gen của virus cho thấy chủng virus này có độ tương đồng đến 96,3% với chủng virus corona từ dơi, nên có khả năng cao đây là chủng virus từ dơi bị đột biến rồi xâm nhiễm sang người. Dịch bệnh bắt đầu xuất hiện và bùng phát từ khu chợ Hoa Nam thuộc thành phố Vũ Hán. Hoa Nam là một khu chợ hải sản ngầm ướt, nơi bán hải sản tươi sống, cá loài bò sát, lưỡng cư và nhiều loài động vật hoang dã như cầy hươu, chó sói, tê tê, v.v. thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 2019 nCoV được phát hiện bắt đầu bùng phát và lây lan vào tháng 12 năm 2019. Qua đây có thể thấy không phải loài động vật nào chúng ta cũng có thể ăn được nha mọi người. Mỗi loại đều tiềm ẩn những mầm mống của bệnh tật. Nếu chúng ta không có tìm hiểu kỹ thì sẽ phải trả giá cho chính sức khỏe của mình nha. Tiếp theo, thứ hai, chúng ta sẽ xem virus corona nguy hiểm như thế nào và các triệu chứng khi bắt đầu nhiễm bệnh. Trong đại gia đình coronavirus, các chủng virus corona được phát hiện trước đây như virus corona 229E, NL63, OC43 và HKU1, chuyên gây bệnh cảm lạnh và viêm đường hô hấp ở người. Tuy nhiên, chúng chỉ thường gây ra các bệnh thuộc loại nhẹ và ít tử vong. Riêng novel coronavirus 2019, gọi tắt là 2019 nCoV, hoàn toàn không giống với những loại trên. 2019 nCoV
được xem là virus nguy hiểm, gây ra bệnh viêm phổi suy hô hấp nghiêm trọng, tương tự với hai chủng virus corona nguy hiểm đàn anh được phát hiện trước đây là SARS và MERS-CoV. Bệnh nhân mắc phải virus 2019 nCoV có biểu hiện nặng hơn và có thể tử vong. Đặc biệt đối với những người lớn tuổi và bệnh nhân đang có sẵn trong người những bệnh lý mãn tính như hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, bệnh lý về thận, nội tiết, tim mạch, huyết áp, tiểu đường hoặc người suy giảm hệ miễn dịch thì càng nguy hiểm, nguy cơ dẫn đến tử vong rất cao. Mọi người nên chú ý, không nên xem thường nha. Về các triệu chứng viêm phổi do virus 2019 nCoV gây ra sẽ như sau. Đầu tiên, virus sẽ gây viêm đường hô hấp trên, điển hình là tấn công vào vùng họng, gây viêm họng. Những ai từng bị bệnh viêm họng sẽ thấy cổ họng có cảm giác đau, khô khát khó chịu, khó nuốt. Sau đó, vì viêm họng nên sẽ dẫn đến sốt, người nóng sốt, mắc hơi sổ mũi, nghẹt mũi khó thở kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Tiếp theo, vì dịch mũi trong quá trình nóng sốt tạo ra sẽ liên tục chảy xuống cổ, gây cảm giác ngứa cổ sẽ khiến cho chúng ta ho kéo dài. Quá trình lây lan cũng bắt đầu xuất hiện từ lúc này. Virus trong lúc ủ bệnh sẽ hòa lẫn vào dịch mũi và nhỏ vào khí quản, xâm nhập vào phổi gây viêm phổi. Quá trình này sẽ mất từ 5 đến 6 ngày. Đến giai đoạn nguy hiểm nhất, khi bị viêm phổi nặng, các triệu chứng điển hình xuất hiện là sốt cao, kèm khó thở. Lúc này cảm giác ngạt mũi sẽ không giống như khi bị cảm cúm hay các triệu chứng viêm mũi dị ứng thông thường. Người bệnh sẽ có cảm giác như là bị nghẹt thở, bị chìm trong nước không thể thở bằng mũi hay miệng, cảm giác như bị chết đuối rất là đáng sợ. Quá trình này sẽ làm thiếu oxy lên não, khiến người bệnh nhanh chóng bất tỉnh, suy hô hấp tiến triển và dẫn tới tử vong. Vì vậy, nếu xuất hiện những triệu chứng viêm họng, nóng sốt ở giai đoạn đầu, hãy ngay lập tức đi đến các cơ quan y tế để kiểm tra và phát hiện sớm. Thứ ba, chúng ta sẽ xem xét các cơ chế lây lan của virus và cách phòng ngừa lây nhiễm. Về cơ chế lây lan, virus lây từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Việc ho, hắt hơi, ôm ấp, bắt tay, nói chuyện trực tiếp có thể khiến người xung quanh bị nhiễm bệnh, tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus. Virus cũng có thể lây lan từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi và mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. Coronavirus có kích thước khá lớn, đường kính tế bào khoảng từ 400 đến 500 nanomet. Do đó, không chỉ khẩu trang cao cấp N95 mà bất kỳ khẩu trang thông thường nào cũng đều có thể lọc được. Tuy nhiên, khi người bị bệnh hắt hơi ra môi trường, giọt nước bọt có chứa virus có thể bắn xa 3 mét, khoảng 10 feet và lơ lửng trong không khí trước khi rơi xuống mặt đất. Khi rơi xuống bề mặt kim loại, virus sẽ sống ít nhất khoảng 12 giờ. Vì vậy, hãy luôn nhớ, nếu chúng ta tiếp xúc với bất kỳ bề mặt kim loại nào như là bàn ghế, nắm cửa, các dụng cụ ăn uống bằng kim loại như chén muỗng đũa thì hãy rửa tay bằng xà phòng cho thật kỹ nha các bạn. Virus có thể vẫn hoạt động trên vải trong khoảng từ 6 đến 12 giờ. Bột giặt thông thường cũng có thể diệt được virus đối với quần áo mùa đông. Nếu không giặt được hàng ngày thì các bạn có thể phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời để diệt virus. Cuối cùng là những việc chúng ta cần làm để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh. Một hình thức lây nhiễm coronavirus rất phổ biến là do chạm, tiếp xúc những thứ ở nơi công cộng. Vì vậy, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Virus chỉ có thể sống trên tay bạn trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Nhưng trong 5 đến 10 phút đó, có rất nhiều hoạt động có thể xảy ra. Đặc biệt là sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và sau khi xì mũi, ho hoặc cắt hơi. Nếu xà phòng và nước không có sẵn, hãy sử dụng chất khử trùng tay có chứa cồn với ít nhất 60% cồn. Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước nếu tay bẩn rõ ràng. Tránh chạm vào mắt, mũi, miệng bằng tay không rửa sạch. Đeo khẩu trang khi ra chỗ đông người hoặc nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.
che mũi miệng kín khi ho bằng khăn giấy, rồi cho chúng vào thùng rác có nắp đậy, sát khuẩn rửa tay ngay sau đó, tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh và duy trì khoảng cách xã hội, duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét, 3 feet giữa bạn và người khác, đặc biệt là những người bị ho, hắt hơi và bị sốt. Khi một người bị bệnh nhiễm bệnh hô hấp như 2019 nCoV, ho hoặc hắt hơi, họ sẽ phát tác ra những giọt nước nhỏ có chứa virus. Nếu bạn ở quá gần, bạn có thể hít phải virus và nhiễm bệnh. Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã. Tập thể dục, nâng cao thể trạng. Uống nhiều nước, giữ ấm. Sử dụng những thực phẩm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể như mật ong, cam, gừng, sả, tỏi và những hoa quả có nhiều vitamin các loại. Súc miệng thường xuyên bằng những dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là sau khi đi làm về, đi chỗ đông người về, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Làm sạch và khử trùng các đồ vật và bề mặt thường xuyên chạm vào như điện thoại, chùm chìa khóa, máy tính, ví, nắm đóng cửa, bàn làm việc, sàn nhà, v.v. bằng cách sử dụng cồn hoặc chất sát khuẩn tan nhanh. Nên dùng mu bàn tay để bấm các nút nơi công cộng, khuỷu hoặc vai để mở cánh cửa nơi công cộng, hoặc dùng giấy lót trước khi cầm nắm đóng cửa, sát khuẩn tay sau khi vệ sinh và sau khi thanh toán tiền. Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng. Thì mình có thể mà mình mở cửa sổ ra để cho ánh nắng chiếu vào, để cho không khí nó được lưu thông, thì nhà cửa của mình nó sẽ đỡ bị vi khuẩn hơn. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đặt tên chính thức cho virus thuộc chủng virus corona gây bệnh viêm phổi cấp tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc là COVID-19, thay thế cho tên gọi 2019 nCoV trước đó. Trong video này thì mình vẫn sử dụng tên 2019 nCoV để không làm cho mọi người bỡ ngỡ. Tên chính thức của virus này là COVID-19, trong đó co là corona, vi là virus, đi là disease, có nghĩa là dịch bệnh. COVID-19 và 2019 nCoV là một, chỉ khác tên gọi. Các bạn nhớ uống nhiều nước nha. Tại vì virus này nó rất là dễ tấn công khi cổ họng của mình bị khô, thì cho nên chúng ta nên uống nhiều nước. Đó là một cách để phòng bệnh. Vừa rồi là những thông tin chi tiết về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona 2019 nCoV xâm nhiễm. Theo thông tin từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mọi người nên chú ý và chủ động phòng tránh để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh này. Nếu thấy thông tin hữu ích thì mọi người hãy like và chia sẻ rộng rãi để cùng chung tay với thế giới vượt qua dịch bệnh này nhé. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào xem kênh, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video về sức khỏe tiếp theo nha. Chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Tạm biệt!